Lúc nãy thì Hasuga có khen Archie là trong MV này rất là đẹp trai. Vậy đó là Hasuga nam ca sĩ nào đẹp trai nhất showbiz Việt? Và Vân là... Ê, cái này lấy rồi mà. Chưa. Lấy rồi. Chưa. Chưa hả? Chưa. Ồ, vậy thôi lấy đi. Cái này nè, từ đây nè. À, Vân là anh ông cao thẳng á. Sao cuộc đời đơn giản nhỉ? Vì là sự lươn lẹo. Em chỉ nói ra sự thật. Mọi người hãy tin em. Tần số của sự lươn lẹo. Rồi, tới anh rồi anh ạ. Chết rồi. Ờ, anh đi có để một kỷ niệm trời đó với Hasuga trong suốt quá trình quay MV không? Thì có một cái lúc mà Hasuga nhuộm tóc á. À. Dạ. Yeah. À, anh nhắc em mới nhớ. Anh nói tiếp đi. Từ từ anh đi. Anh đang cố gắng tìm xem cái nào là đơn giản nhất thôi. Anh nên ngồi yên đó, không làm nổ được đấy. Sợ quá. Từ nhá, mình phải. Ồ. Oh. Thì cái hoàn cảnh lúc đấy là Hasuga nhuộm tóc liên tục hai lần. Không phải, một đúng lần không? Thôi. Một lần nhưng mà tóc bên kia là tóc gì nhỉ? Tóc lúc... tím khói, sau đó là nhuộm qua màu xanh. Ok, lúc đấy ngồi cũng hơi rát á. Tẩy cái tóc đấy là rất là rát nhưng mà vẫn vui vẻ và kiểu tạo không khí cho mọi người đỡ lo lắng hơn ấy. Cảm thấy cũng cô gái rất là chịu đựng rất là giỏi. Còn đây cái ấn tượng rất là tốt với Hasuga về cái vấn đề công việc. Thì theo nguồn tin Hành Lang cho biết, trong lúc quay MV Hasuga có một cái kỷ niệm với những cảnh khóc. Bạn có thể chia sẻ không? Thì là cái cảnh đó là một cái cảnh em rơi lệ. Thì đến lúc mà một cái cảnh rơi lệ. Ủa sao sợ như thế này? Cái gì à? Rơi lệ. Và cái lúc đó thì em đã, mọi người thì sẽ bình thường nghĩ tới tình cũ hay là những cái chuyện buồn gì đó, nhưng mà đa số khi mà em nghĩ tới những cái chuyện buồn á thì em lại, anh ngồi yên được không? Em lại nghĩ tới ba của em, tại vì là ba em là một cái người mà em yêu thương nhất trên đời này. Sau đó là khi mà em khóc xong á, khi mà một lần em đã bắt đầu khóc rồi là em sẽ không ngừng được. Sau đó là khi mà em quay cảnh khóc xong vô, em cứ như chị ơi cho em mượn điện thoại gọi ba được không? Xong là em gọi ba, em ba ơi ba đang làm gì vậy? Mà ba kiểu nghe con gái khóc cái ba giật mình, con bị gì vậy, con sao vậy, con quay MV không tốt hả? Không, con quay cảnh khóc mà con buồn quá. Xong là ba kiểu à vậy hả, vậy con có muốn ba lên thăm không? Không sao đâu ba, con quay được. Xong tắt, xong là em lại nín khóc. Em nhớ luôn, em nhớ rõ luôn, vui lắm. Em còn tỉnh táo không? Em còn tỉnh táo không? Thôi anh sắp vã rồi, không tỉnh táo rồi. Anh muốn vã luôn không? Em chỉ anh này, anh rút này là anh đi luôn á. Thôi được rồi em, được rồi em, để anh coi. Em lại thấy được một cái. Ủa, sao lại được vậy? Em thấy cái này ấy hả? Không. Đâu thấy nào đâu? Không. Em nói làm gì? Chị ơi không được rút trên à? Thôi, chú cho rút đi. Thoải mái đi. Sắp chết rồi. Kiểu gì nó cũng đổ à. Nó đổ rồi đó. Ok. Đừng có chênh quá là được. Rồi. Để đóng một cảnh buồn thì anh sẽ đang nghĩ đến ba. Còn nếu mà cho bạn đóng một cảnh buồn phải khóc, bạn sẽ làm gì để lấy cảm xúc? Nghĩ tới deadline gì? Không, thực ra mình là một người rất là ít khóc lóc các kiểu ấy. Cho nên là rất là khó để mình cũng không phải là một người có khiếu về vấn đề diễn xuất. Cho nên là khi mà mình diễn thì mình cũng chỉ diễn theo cái bản chất của mình thật sự ở trong lúc đó sẽ như thế nào. Tại vì mình khá hợp với những bài hát buồn. Cho nên là cái mặt mình thì lúc nào nó cũng, khi mà diễn thì mặt mình lúc nào cũng đâm ra là buồn ý. Mà một phần là buồn ngủ là chính. Mặt mình mà buồn ngủ một cái là giống như kiểu mới thất tình ý. Mặt đơ ra xong rồi các kiểu thôi, chứ thật ra mình cũng không có thể khóc được. Ok. Ơ sao nói hết xong mới rút nhở? Hay nhở? Rồi xong em rồi mọi người ạ. Rồi một cây nữa là đổ. Thôi để anh để luôn. Anh không thể tham gia vào được nữa, anh cứ để đấy luôn đấy.